điều bất kỳ ai cũng nên làm trong năm mới. Đừng sống 75 năm hệt nhau, rồi gọi nó là cuộc đời. Chúc mừng! Bạn vẫn còn sống trong thiên niên kỷ qua, bạn vẫn có internet và bạn có không khí để thở. Thật là một thập kỷ tuyệt vời để tiếp tục sống. Lựa chọn của bạn cho thập kỷ này là vô tận. Tại sao chúng ta dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho những gì chúng ta sẽ làm, thay vì chỉ đơn giản là bắt tay vào làm những gì chúng ta muốn ngay bây giờ? Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Vậy làm thế nào để chúng ta đón nhận trong một năm mới? Bằng cách tận hưởng thập kỷ mới này và thử nghiệm một vài trong số các chiến lược dưới đây, bạn sẽ tận dụng tối đa năm 2020 và hơn thế nữa. 1. Làm một điều mà bạn đã từng trì hoãn. Tất cả chúng ta đều có mục tiêu hoặc ước mơ đã trì hoãn để chờ đến khi rảnh rỗi hơn. Trong thập kỷ mới này, đừng trì hoãn nó nữa. Tối thiểu là mỗi tuần, bạn phải lên kế hoạch cho mọi hoạt động. Điều này giúp bạn luôn hướng tới mục tiêu hoặc ít nhất là giúp bạn hiện thực hóa nó. Mục tiêu của tôi là cải thiện kỹ năng nói trước công chúng và trong 3 tháng qua, mục tiêu đó đã lãng quên. Còn mục tiêu của bạn là gì? 2. Hãy hành động khi có ý tưởng mới. Bạn nên tự hứa sẽ hành động ngay lập tức khi nảy ra một ý tưởng. Dưới đây là một vài ví dụ. Nếu bạn nghĩ sẽ đăng một bài trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy viết nó ngay lập tức trên điện thoại của bạn. Nếu bạn nhìn thấy một cuốn sách đáng để đọc, hãy gửi một liên kết qua email cho mình ngay lập tức. Nếu bạn quyết định làm một cái gì đó, hãy lên lịch cho nó ngay lập tức. Nếu bạn tự hứa sẽ thay đổi, hãy hành động ngay lập tức. Dù bạn làm gì, đừng bao giờ bỏ qua một ý tưởng mới mà không thực hiện một hành động nào, không quan trọng là hành động đó lớn hay nhỏ. 3. Sống trong chế độ máy bay thường xuyên hơn. Thật khó để tận hưởng thập kỷ mới khi điện thoại của các bạn liên tục rung lên hoặc báo thông báo mới, trong khi các bạn đang suy nghĩ và hành động. Đặt ưu tiên của bạn lên hàng đầu bằng cách sống ở chế độ máy bay thường xuyên hơn trong thập kỷ này. Ngắt kết nối Wi-Fi, kết nối lại với con người và sống cho khoảnh khắc hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời và tận hưởng những gì thực sự có nghĩa là sống hơn là tồn tại. 4. Viết những suy nghĩ của bạn thành một danh sách. Viết ra những suy nghĩ là cách tuyệt vời để phân loại ý tưởng và biết được bạn sẽ phải làm gì. Tôi thường xuyên ngồi xuống và viết ra những danh sách và coi nó như một liệu pháp. Một vài ví dụ. Danh sách các tiêu đề bài viết. Danh sách các điểm đến vào kỳ nghỉ. Danh sách những cuốn sách. Danh sách những bài học kinh doanh. Danh sách những nỗi sợ hãi của bản thân. Có rất nhiều loại danh sách mà một người có thể viết và bạn có thể xem lại chúng bất cứ lúc nào bạn thấy phù hợp. 5. Giải quyết sợ hãi của bản thân. Điều khiến tôi sợ là những suy nghĩ cực đoan và những ngày tôi phát biểu trước công chúng. Trong thập kỷ tới, tôi sẽ giải quyết nhiều hơn những nỗi sợ hãi này. Khi thuyết trình trước khách hàng, tôi sẽ mỉm cười và làm hết sức mình. Khi tôi được yêu cầu nói về một chủ đề khó như bệnh tâm thần trước khán giả, tôi sẽ đồng ý. Và cuối cùng khi tôi gặp phải ông sếp tệ bạc đối xử với tôi như rác rưởi, tôi sẽ tự tin chào để ra về. 6. Thiết lập trải nghiệm bạn đang mong đợi. Lên kế hoạch trước cho những trải nghiệm ở tương lai giúp bạn bắt đầu cảm nhận được niềm vui ngay hôm nay. Tôi đã đặt phòng Hy Lạp cho năm tới và tôi đã mơ về những bãi biển và bữa tối tuyệt đẹp ở Santorini. Bạn có thể lên kế hoạch cho bữa tối, hoạt động ngoài trời, phim sẽ xem, sách sẽ đọc hoặc bất kỳ hoạt động nào mang lại cho bạn niềm vui. Mỗi khoảnh khắc hướng đến hoạt động sẽ giúp bạn hướng tới mục tiêu ngày hôm nay và tận hưởng thời điểm hiện tại. 7. Dù bạn làm gì, hãy khiến cho thập kỷ này tốt hơn so với thập kỷ trước. Đừng có sống 75 năm hệt nhau rồi gọi nó là cuộc đời. Robin Sharma. Tất cả những gì bạn có thể làm với thập kỷ mới đang ở phía trước là bắt lấy nó. Tận hưởng cuộc sống có thể được tóm tắt theo những cách sau. Dành thời gian cho những người bạn yêu quý. Theo đuổi những mục tiêu táo bạo. Làm những gì bạn sợ. Hành động mỗi ngày và ngay khi bạn có một ý tưởng mới. Sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Theo Mai Phương, nhịp sống kinh tế. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.